từng xuất hiện tại tòa vào tháng 9 năm 2023 với vai trò là bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì sáng 1 tháng 3 năm 2024, bà Đặng Thị Hành Ni, 47 tuổi, là luật sư, nhà báo, tiếp tục hầu tòa trong vụ án có thể gọi là ngược lại Sáng 1 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hà Ni và ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi là luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hai bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố theo khoảng 2, điều 331 Bộ luật Hình sự thuộc trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Phiên tòa xét xử hai bị cáo Hà Ni và Trần Văn Sĩ do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa là ông Nguyễn Quang Duyệt, ông Trần Quang Trung và ông Trương Thế Bằng. Có 6 luật sư đăng ký bào chữa cho ông Trần Văn Sĩ, 4 luật sư bào chữa cho bà Hà Ni. Phiên tòa xét xử công khai được bảo vệ nghiêm ngặt. Những người tham dự phiên tòa được lực lượng công an kiểm tra an ninh chặt chẽ. Theo cáo trạng, ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Đặng Thị Hằng Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hằng Ni để phát buổi livestream có tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Theo kết luận giám định, buổi livestream có những nội dung phát ngôn thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại cơ quan điều tra, bà Đặng Thị Hằng Ni khai nhận sự gì có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về bà Hằng Ni trước đó. Đối với ông Trần Văn Sĩ, cáo trạng nêu trong 8 buổi ghi hình, từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube, luật sư Trần Văn Sĩ đã phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến công ty cổ phần Đài Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Theo quyết định xét xử vụ án, tòa triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng, 62 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có đơn xin vắng mặt. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa trong các bản tin sau.